Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm giá. Thì mùa hè là cái mùa mà nó trời nó ấm á, mình làm giá nó sẽ nhanh nảy mầm và nó nhanh lên hơn là mùa đông. Mùa này mình làm giá mình đổ bánh xèo hay mình xào mình nấu mình à, ăn cũng rất là nhiều dinh dưỡng ha. Thì ở đây cái 100 g đậu xanh nè mọi người. Cái chén này cái chén ăn cơm mà nó nửa chén. Mình đổ ra đây. Thì để mà làm giá thì mọi người nên mua cái đậu xanh mà nó có cái chất lượng nó tốt á. Giống như là cái hạt đậu nó to, nó đều mà nó không có bị sâu, bị lỗ. Ở đây Lan cũng lụm ra hồi nãy một mớ rồi. Bây giờ mình coi có cái cọng nào nè. Những cái cọng sâu sâu vậy mình phải bỏ nó đi. Nếu mà mình để nó ra thì cái lá giá của mình nó bị đen, bị vỡ hoặc là nó bị đen, nó bị thâm á. Lúc mình ngâm nước nó sẽ bị thâm mà nó không có nảy mầm. Lan sẽ đi ngâm cái đậu này nha. Mình rửa nó qua 2-3 nước rồi xong mình ngâm nó. Lan sẽ ngâm ở đây và nước này là nước thường chứ không có ngâm nước nóng, nước ấm nha mọi người. Mình ngâm khoảng 12 tiếng đồng hồ. Thì mọi người tùy mọi người ngâm giờ nào cũng được, canh 12 tiếng. Sau 12 tiếng thì cái đậu của mình nó như thế này là mọi người, nó nở to rồi ha. Bây giờ mình sẽ đem nó, mình chắc cái nước này ra, xong rồi mình xả nó qua một cái nước mới cho nó thật là sạch. Khi cái đậu nó sạch mình ủ 3-4 ngày nó không có lên mốc men và vi khuẩn, nó không có sinh ra đó, thì cái giá nó an toàn. Lan sẽ làm giá ở trong cái son này và cái son này có nắp đậy. Mình sẽ lấy hai cái khăn lông mình chải nó ra trong cái son. Khăn này mình phải xả cho sạch và mình làm giá thì mình chọn cái khăn màu đen đó với mọi người. Nếu mình làm khăn màu trắng nó sẽ bám cái màu lên đó, lần sau mình làm thì nhìn nó rất là ghê ha. Làm cái khăn đen thì nó sạch hơn, nhìn nó sạch sẽ. Mình chải như thế này, xong rồi mình sẽ đổ nước lên cho nó ướt, thiệt là ướt cái khăn á. Đang sẽ đổ cái ly nước này vô đây. Rồi mình sờ cái tay xuống mình thấy nước nó đậm đậm đây là được rồi nè. Nhìn nước nó không có nổi lên trên nhưng mà khi mà mình ấn cái tay xuống á, thì cái nước nó sẽ rỉ ra đó là được. Mình sẽ đổ cái đậu xanh lên trên này hết luôn và đổ đều nó ra. Làm giá kiểu này rất là tiện đó mọi người. Lan đã làm rất là nhiều cách luôn. Và cái cách này là thì mình không cần tưới nước mỗi ngày. Mình không có sợ quên, không có lấy ra lấy vô gì hết á. Cứ để đó tới ngày thì mình sẽ lấy ra. Nhưng mà cũng tùy nhiệt độ. Chỗ nào nóng á, thì 3 ngày, như Việt Nam thì chắc 3 ngày thôi à. Bên mình thì khoảng 4 ngày, 3 ngày thì mình thấy cộng giá nó hơi nhỏ. Tiếp theo mình lấy một miếng vải này, mình đắp nó lên trên. Miếng vải này Lan đã nhúng nước, nó ướt rồi. Thì mình sẽ gấp nó lại làm đôi, vải nào cũng được nha mọi người. Chải nó lên cái mặt như vậy. Giờ mình muốn cái giá nó mập á, nó lực lưỡng á, thì mình sẽ lấy cái dĩa mình đè nó lên. Giống như mình cho nó tập tạ đó mọi người. Đây là cái bịch ni lông màu đen đó, Lan sẽ đậy nó lên. Sau đó mình sẽ đậy cái nắp son lên và mình để trong cái bóng tối. Thì mọi người phải để trong bóng tối và cho nó thiệt là tối á, không có ánh sáng lọi chiếu vào á. Nếu mọi người mà để ánh sáng chiếu vào, cái lá nó sẽ ra nhiều lá lắm và cái cây nó sẽ dài và nó nhỏ lắm, nó không có mập. Bây giờ mình sẽ mở cái giá này sau 4 ngày nè, I'm so excited. Yeah. Đó, nên mình sẽ xào giá, mình có món giá xào nha mọi người. Cái món giá xào nè. Cái giá ngon không? Cọng nó dài ha. Cái cây giá nè. Cây giá nó dài á. Mà nó không có lá, nó cũng không rễ nhiều. Nói chung làm giá cách này ngon ha mọi người ha. Giờ mình rút nó ra, cái rễ nó không có nhiều mà cái lá mầm nó cũng không có dài. Như vậy là mình ăn được rồi. Rút nó ra mình đem mình xào thôi. Các bạn làm giá này xong đó mà lấy ra liền á thì bỏ tủ lạnh liền. Khi nào mà mình ăn á thì mình rửa, hoặc là khi mình rửa xong mình cũng bỏ tủ lạnh, khi nào mình nấu mình lấy ra. Chứ mình để ở ngoài ánh sáng một xíu á, cái cây giá nó sẽ lên cái mầm thiệt là dài và cái mầm này nó sẽ biến thành màu xanh. Lúc đó mình ăn cái cây đậu xanh chứ không phải còn là cây giá nữa, cho nên á mình phải bỏ nó vô tủ lạnh, mình giữ nó trong đó. Cái rễ nó cũng ngắn, nó có rễ mà cái rễ nó cũng ngắn. Tùy theo cái giá ngon hay dở là do cái đậu của mình nữa nha mọi người. Cái đậu mà cái hột đậu nó không có, nó để lâu nó cũ á, hoặc là hột đậu nó nhỏ nhỏ thì cái giá ra nó, cái mầm nó không có mạnh.
mà cái cây giá nó không có mập, trắng nó không có mập nè, cái cọng giá dài ghê chưa nè. Mình bỏ vô nước mình rửa thì cái giá của mình nó sẽ bung cái vỏ đậu xanh ra, chứ mình không cần mình đặt nha mọi người. Tuy nhiên mình phải rửa 2-3 nước á, thì nó sẽ bung ra hết và nó sạch bông mà. Cọng giá này ngon không mọi người? Rất là ngọt mà ăn rất là thơm, ngon lắm, ngon hơn giá ở chợ, bán nhiều luôn á. Thì mình sẽ bỏ vô tủ lạnh, mình để hồi ở ngoài, cái lá mầm nó sẽ chuyển màu xanh. Và cái cây nó càng dài và nó càng lớn ra nữa đó, thì lúc đó mình ăn cái cây đậu nó sẽ dai và nó không có ngọt, nó không thơm giống như là bây giờ nè. Thì bỏ vô tủ lạnh ha, khi nào ăn thì lấy ra lại. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha, chúc mọi người làm giá thành công. Bye bye mọi người.